cách chặn số điện thoại trên máy MediaPad T3, các bạn một trên bạn điện thoại. Rồi, các bạn có hai cách, một là các bạn chọn vô mục này, các bạn chọn chọn quấy rối, sau đó chọn trục gọi, bấm vào mục cài đặt, chọn danh sách đen số điện thoại, bấm thêm. Ở đây thì có thêm thủ công này, nhập vô không chính máy đó, hoặc là thêm bằng trùng đầu số, bạn chọn đại hệ số nào cũng được, bạn chọn là danh bạ, danh bạ đây, bấm ok, hoặc các bạn chọn từ nhật ký. Rồi, hoặc là không có thể chọn từ tin nhắn. Rồi, ngoài ra đôi khi trong danh bạ các bạn vô danh bạ ha, các bạn thấy số nào mình thấy ghét quá, ví dụ như là thằng Hoàng Anh đi, bấm thêm, nó chọn thêm đây rồi, để chọn là bạn này đi, bấm vô chọn thêm vào danh sách đen, thì lúc này anh này mình sẽ không gọi được cho mình luôn, thao tác thành công.